Chào các bạn, mình là Super show Anh Tuấn. Hôm nay mình đi xem cái dự án Vinh Park River, là cái dự án vừa được khởi công. Chắc hẳn là nhiều nhà đầu tư bất động sản là cũng nghe tin về cái dự án này rồi. Cái tên của nó là Vinh Park River, của chủ đầu tư MB Land Holding. Dự án này thì mình biết khá là lâu rồi, mình biết từ năm 2019 ấy, lúc đó ở khu vực này là ao hồ. Ở đây là thuộc xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. Xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên được coi là cái dự án gọi là khu đô thị phía Nam thành phố Vinh. Khu đô thị sinh thái phía Nam thành phố Vinh. Vừa rồi người ta khởi công rồi và như các bạn thấy, mặt bằng là người ta đã san lấp rồi. Dự án này thì nó được kẹp giữa hai con sông. Bên phải này là sông Lam các bạn này. Đây là đê sông Lam nha mọi người. Bên trái này cũng có một cái dòng sông, mà cái dòng sông đó là cũng là một nhánh của dòng sông Lam. Và cái sông đó là chảy qua cái khu vực Đền Hoàng Mười đấy. Các bạn biết là Đền Hoàng Mười là một cái đền rất nổi tiếng. Đền Hoàng Mười phía đầu này. Một mặt thì nó giáp cái đường chạy theo đê này. Đó. Bên kia đây là sông Lam nha mọi người. Đấy, mặt bằng người ta dọn hết rồi. Chiều dài của cái dự án này là cũng phải 1,mấy km đấy. Nó có quy hoạch đâu đó là 13,17 hectare thì phải, 13,17 hectare. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Tức là nó có cái hay là cái mặt tiền của cái dự án ấy là nó bám theo cái đường ven đê này rất dài, kẹp bởi hai dòng sông. Tức là mình đánh giá cái dự án này là về vị trí thì nó hơi heo hút một tí. Tức là để đến được cái dự án này là mình phải đi qua khu vực núi Quyết này, đi qua đường Cánh Vinh này, nói chung đi đường đến đây là cũng hơi vòng vèo. Nhưng mà về cái phong thủy của nó là nó gần sông, nó gần hai con sông. Đây các bạn thấy nhá, bên kia là cũng có một con sông khác nữa, sông nhỏ. Nói chung ở cái dự án này thì phù hợp cho những cái người mà người ta muốn nghỉ dưỡng thôi, an dưỡng ở đây, ở một cái nơi yên tĩnh, hơi biệt lập so với thành phố một tí. Thấy giờ nãy giờ chúng ta đi mà vẫn chưa hết dự án, hơn một cây mấy. Người ta chở cây xanh về rồi. Dự án này thì phôi thai cách đây chắc là cũng mấy năm rồi. Trước đây là những cái ao nuôi cá, ở đây thì có cả biệt thự rồi liền kề. Vị trí thì hơi khu vực này thì cũng tương đối ít người. Đấy, chuẩn bị người ta quay công trường lại, quay tôn lại. Có mấy bạn sale đang đứng ở đó tư vấn khách hàng. Chạy về phía ngoài kia, chạy thẳng ra ngoài kia là cầu Bến Thủy 2. Rẽ trái, đây là Đền Hoàng Mười. Dự án này của MB Land ấy. Thực ra trước đây là người ta đã nhận đặt chỗ một lần rồi. Sau đó không hiểu sao người ta lại hủy. đây gọi là cầu sông Gãy. Đó, đây một mặt là bám dòng sông này mọi người này. Nói chung là những ai có tiền thì cũng nên mua một căn ở đây để mà ở cho yên tĩnh. Thực ra đây không phải là lựa chọn đầu tư của mình. Mình chỉ chuyên đất nền ở một số khu vực thôi. Mình vẫn thiên về khu vực hướng về phía biển đấy. Hướng về phía biển là khu vực ven đại lộ 72 rồi Nghi Phong, Nghi Xuân. Đó. Góc view dự án nhìn từ hướng này đấy, một mặt giáp một con sông nhỏ, một mặt giáp sông Lam. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé.